Hi, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với Ô tô Sài Gòn. Nhắc về những thương hiệu xe mà đặc biệt là Mazda, nó luôn tạo cho mình một cái cảm hứng vô cùng. Vì cái thương hiệu Mazda mà chẳng những cái thương hiệu Mazda nó nói chung và những dòng xe Mazda 6 nó mang lại chúng ta một cảm giác lái khó tả lắm và nó rất là đậm chất riêng. Và đến với chương trình của hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc Mazda 6. Và chương trình của mình thì gồm hai phần, để xem cái Mazda 6 sau một thời gian sử dụng nó sẽ như thế nào, nó có mới, nó có cũ hay như thế nào thì các bạn hãy xem video. Và đặc biệt là cảm nhận của người dùng sau một thời gian sử dụng, họ có khen gì và họ đặc biệt là sử dụng một thời gian rồi họ có chê như thế nào thì các bạn hãy đón xem đến tận video nhé. Còn bây giờ thì thế nào, chúng ta hãy xem Mazda 6 2018 sau gần hơn 2 năm sử dụng thì cái form thiết kế của mang cái phong cách Kodo nó vẫn mang lại cho chúng ta một cái cảm giác gọi là mới mẻ vô cùng. 2017 là thế hệ thứ hai nâng cấp Philip, nó mang hơi hướng đã rất là trẻ trung rồi. Và 2018 sau hơn 2 năm sử dụng thì cái nước sơn mà chiếc Mazda nó mang lại cho chúng ta nó sau một thời gian đó, nó vẫn còn rất là mới. Và đặc biệt là chiếc Mazda 6 này được chủ nhân chăm chút một cách tỉ mỉ với cái mục đích sử dụng là gia đình. Chính vì vậy nên chiếc xe nó vẫn còn hầu như là rất là mới. Và những nước sơn đây là nước sơn màu đen nha. Đặc biệt là những nước sơn mà các bạn thấy là Mazda gần đây có những cái màu sơn màu đỏ đó. Sơn màu đỏ nó mang lại cho một cái nhìn riêng khi mà chúng ta lái một chiếc Mazda 6 hay là dòng xe của Mazda trên đường đó, màu đỏ nó thu hút lắm. Ở phía trước thì chúng ta sẽ thấy là với cái mặt ca lăng nhận diện mới theo cái hướng là nâng cấp Philip với những cái thanh ngang màu rơm sáng bóng, nó không phải như những cái đường viền màu đen đen như những thế hệ thứ hai mới ra mắt theo cái phong cách thiết kế Kodo. Phần đầu xe nó cũng mới mẻ, trẻ trung. Đặc biệt Mazda và Mazda 6 này, bên hông xe nó mang cho chúng ta một cái nhận diện hết sức thú vị khi thiết kế Kodo được trang bị trên cái mẫu Mazda 6 2018. Điều đặc biệt thú vị là chúng ta sẽ nhìn cái khoang, cái vòm hốc bánh xe này, nó giống như là một cái tai vòm phía trước của một con báo, con hổ vậy đó. Nó mang lại cái phong cách gọi là thú vị. Ngoài ra nó còn bứt phá trong cái ngôn ngữ thiết kế của Mazda nói riêng. Tổng thể thì chiếc xe Mazda chúng ta nhìn bên ngoài thì nó rất là mới. Sau khi 2 năm sử dụng thì các bạn sẽ nhận thấy rằng Mazda cái vật liệu mà được thiết kế trên chiếc xe nó luôn mang lại không bao giờ gọi là cũ ở trên cái phong cách thiết kế của Mazda nó mang lại cho người dùng. Và đặc biệt là khi mà vận hành thì để vận hành một cách thú vị như thế nào, và sau hơn 2 năm sử dụng họ xem cái chiếc xe nó mang lại thú vị cho cái người chủ sở hữu và họ có những cái điểm khen và điểm chê như thế nào thì chắc chắn rằng mình sẽ cùng nhau phỏng vấn người dùng xem cái họ có những cái đánh giá như thế nào. Và đến với chương trình hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một nhân vật hết sức đặc biệt, hãy đón xem nha. Mỗi một người sẽ có những cái tiêu chí chọn xe khác nhau, nhưng các bạn nghĩ xem những người phóng viên được tác nghiệp và được gọi là có thể chạm đến những chiếc xe mới nhất khi mà thị trường chưa bán nữa và được lái và cảm nhận rất là nhiều những dòng xe thì họ có những cái tiêu chí chọn xe như thế nào, và đặc biệt là sắm riêng cho mình một chiếc xe để sở hữu và để di chuyển hàng ngày thì họ có những cái tiêu chí khác với những người bình thường hay không. Thì đến với chương trình thì mình sẽ mời phóng viên Lê Hải, một người có thể trải nghiệm được rất là nhiều dòng xe và cũng là một cái tay bút gọi là khá nổi tiếng ở trên trang 24h.com và .vn trên mục ô tô, để xem cái Lê Hải có những nhận định gì và tại sao mua và sở hữu chiếc Mazda 6 2018 nhé. Chào Hải. Hải có thể giới thiệu một đôi nét về bản thân để cho tất cả các bác trên ô tô Sài Gòn được biết không? Xin chào mọi người, mình là Lê Hải, thì hiện mình đang công tác tại một ô tô của trang 24h.com.vn. Thì mình cũng rất là may mắn thì được tiếp xúc và được đi những cái sự kiện ra mắt những mẫu xe mới liên tục. Thì mình và khoảng thời gian 2018 thì mình đã quyết định là chọn một chiếc sedan để phục vụ cho gia đình mình đi hàng ngày. Thì thật ra thì ban đầu thì mình chọn một chiếc sedan hạng C để phù hợp với túi tiền mình hơn. Nhưng cuối cùng thì khoảng thời gian đó mình quyết định là một ngày đẹp trời thôi, mình đi vào một cái showroom Mazda và mình đi bảo dưỡng xe cùng với ông anh, thì vô tình thì mình lại thấy xe này đang nằm trên bục trưng bày. Thì với tiêu chí của mình rất là đơn giản, xe màu đen trong giá tiền tầm 1 tỷ đô lại, và đặc biệt là một chiếc sedan, tại vì thời điểm đó mình rất thích sedan vì mình hơi mê tốc độ chút xíu.
và mình đã quyết định xuống tiền mà sở hữu em này. Một cái thông tin nhỏ nữa là trong thời gian đó mình có nhiều những sự lựa chọn trong những chiếc xe Phương Khúc, nó giống như là cho Accord, có Camry, nhưng mà tại sao lại chọn Mazda 6 mà không phải là những chiếc xe kia hả em? Tại vì trên tinh thần thực tế là khi lúc đó cái túi tiền mình muốn mua một chiếc Accord thì nó cũng hơi cao, tại vì nó nằm ở khoảng 1.4 tỷ hơn. Đúng rồi. Đối với một chiếc Camry thì lúc đó nó cũng phải, khi mà lăn bánh luôn thì em nghĩ nó cũng phải hơn 1 tỷ, tỷ tư. Còn đối với một chiếc Mazda 6 thì lúc đó thời điểm em nhớ không lầm là giá lăn bánh luôn là như 1.06 tỷ hay 8 mấy triệu. Và nó chỉ tiệm cận một cái chiếc sedan hạng C của hãng Nhật. Theo như anh biết là trong một cái khoảng thời gian 2017-2018, trong cái thời gian ra mắt chiếc Mazda 6 này á, giá mà khởi điểm của nó là khoảng 936 triệu cho bản tiêu chuẩn 2.0 rồi. Yeah. Thì cái mức giá này gọi là hết sức cạnh tranh trong những chiếc xe hạng D của Nhật cùng phân khúc, và đó là điều mà khiến cho Mazda nó luôn thu hút người dùng. Và hãy đánh giá như thế nào về tổng thể ngoại hình thiết kế của Mazda 6 trong thời điểm bây giờ? Em nói thật anh là tổng thể Mazda 6 trong thời điểm bây giờ không phải là chiếc xe em đang sở hữu mà em khen, nhưng mà nó là chiếc xe trẻ nhất trong phân khúc. Nó sở hữu nhiều công nghệ, công nghệ được trang bị đầy đủ. Chính xác, đặc biệt là nó là thằng có HUD đầu tiên trong cái phân khúc đó, phân khúc xe hạng D. Đúng rồi. Thứ hai nữa thì nó không quá nhiều chrome, nó tạo cho mình cảm giác khỏe, khi nhìn vô là mê. Em thích nó liền ngay từ lần đầu gặp. Một chiếc Mazda 6 nó mang lại cho chúng ta không có quá nhiều sự thay đổi, và đến bây giờ thế hệ 2020 new Mazda 6 đã giới thiệu đến thị trường thì nó cũng không có nhiều sự thay đổi để khiến cho chúng ta phải trầm trồ và chiếc xe mình lại mau cũ nữa. Chính đó xác. Là một điều mà mình lại thích những cái dòng của Mazda nói chung. Và đặc biệt là Mazda 6 này hầu như là trang bị những cái option, những tính năng an toàn phải là kịch nóc. Chính xác. Ngày xưa năm 2018 mà để chúng ta nói được trang bị những tính năng an toàn giống như là cảnh báo chật lặn đường hay là cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi thì hầu như là những chiếc xe cũng rất ít và hiếm. Chính xác. Nhưng mà hãng xe Mazda đã chịu đưa vào đầu. Và một phần vì cái mức giá, phần thứ hai nữa là vì thời điểm đó em thích sedan. Và một phần nữa là vì anh nói thật, cái cảm giác lái cái hộp số 6 cấp thật nó vẫn thích hơn những hộp số CVT. Tiêu chí đầu tiên là giá, thứ hai nữa là về những cái option, những cái tính năng được trang bị, thì đó là hai cái vấn đề mà khiến Hải phải móc tiền ra chung. Và trong một thời gian sử dụng thì giờ mình sẽ nói về những điều mà mình thích trước đi. Mọi người sẽ nghe những cái hoa mỹ hơn và những cái ưu điểm gì mà khi mình sử dụng trong thời gian dài mà Hải rất là thích trên chiếc Mazda 6 của mình. Cái em thích nhất hiện tại đó là cái máy lạnh. Ừ. Theo như em biết đến hiện tại thì chỉ có mỗi Mazda nó có chế độ Eco trên hệ thống máy lạnh. Và em đã đi rất là nhiều xe, ngay cả xe sang Land Rover hay là đến Porsche, rất là nhiều dòng xe. Nhưng em nói anh, khi mà anh đi đường xa, đường tỉnh mấy trăm cây số mà anh chạy đêm, chạy ngày mà cái máy lạnh anh nó phà thẳng trực tiếp người anh rất là bị khô. Ừ. Nhưng trên chiếc Mazda có hệ thống AC Eco, cảm giác cho mình rất là thoải mái và da thịt của mình không có bị khô, mình không phải nạp nước nhiều liên tục, đâm ra cảm giác mình rất là thoải mái. Thứ hai nữa là cái này là sedan hạng D nên nó sẽ rộng hơn. Tại vì em chọn là chọn sedan hạng C nhưng vô tình lên tới nó. Thứ ba nữa là chất liệu da. Chất liệu da của nó đến thời điểm này thì vừa rồi em mới một lần đại tu lại toàn bộ. Đại tu ở đây là bỏ vô spa chăm sóc lại toàn bộ một lần. Rồi và lần gần đây nhất là em cho hạ hết bánh xe ra để rửa gầm, rửa khoang, rửa chi tiết, rửa hốc, tất cả rửa máy, rửa động cơ. Vậy thôi, mình kỹ thì một năm mình đại tu nó một lần. Thứ ba nữa là cái vô lăng nó không quá to. Tại vì tướng em cũng hơi to mà em lại thích cầm những cái vô lăng nhỏ để nó có sự linh hoạt hơn. Hộp số thì chút nữa xíu nữa anh em mình sẽ lên xe thì anh em mình sẽ chia sẻ về cái hộp số. Mà hình như anh Thiện cũng là người sở hữu chiếc Mazda 6. Đúng nên rồi. Làm ra Mazda anh Thiện cũng sẽ có một cái gì đó nhìn khách quan hơn về chiếc Mazda 6 mới này. Rồi cái tiếp theo nữa, sunroof. Thật ra sunroof để đi biển, lâu lâu mình mở ra mình hít không khí biển thì nó cũng rất tốt. Nhưng mà khi em chở gia đình thì đặc biệt em không bao giờ cho các con em lòi cái đầu lên. Có để cho tất cả các bạn chạy lâu thì anh em mình sẽ cùng nhau trải nghiệm lái một vòng và có thể chia sẻ thêm nhiều hơn về động cơ, về hộp số, và kể cả khoang lái ở trong nội thất xe để xem cái nó có thể giúp ích gì cho tất cả mọi người khi mà sử dụng trong thời gian dài nhé. Rồi thì giờ anh em mình làm thử một vòng trên con Mazda 6 này. Lâu quá mới có cơ hội ngồi lại Mazda 6.
để cảm nhận. Và cái cảm giác vẫn như xưa Hải ơi. Và nó rất đặc biệt, nó mang lại cho chúng ta cảm giác êm ái. Một chiếc xe gọi là êm ái. Hải chia sẻ một chút xíu về cái cảm nhận lái khi mình sử dụng Mazda đi Hải. Thật ra đối với em là người hay đi tỉnh. Và nhiều khi có thể hứng lên tối cái em có thể dắt xe này em chạy lên Đà Lạt. Bị đâm ra cảm giác con này lái về ban đêm có hơi máu me tí xíu về tốc độ thì vẫn chuẩn. Lên cao tốc tay lái đầm chắc, mọi thứ nó ổn định lắm. Ngoài ra nó còn có cái độ sport để chúng ta có thể gọi là phấn khích hơn tí xíu. Đúng rồi. Trong thời điểm đó thì Mazda nó sử dụng động cơ 2.0 á hả? Dạ, đúng rồi, con này là 2.0. Thời gian sau thì chúng ta sẽ có động cơ 2.5 nữa. Dạ. Thì tổng cộng chúng ta sẽ có 3 phiên bản là 2.0 phiên bản tiêu chuẩn, 2.0 phiên bản premium và 2.5 phiên bản premium. Dạ. Và chúng ta trải nghiệm ở đây là phiên bản 2.0 phiên bản premium được trang bị gọi là kịch nóc. Đúng rồi. Tất cả nhiều những cái trang chiếc bị. Này thời điểm đó là kịch nóc rồi. Là kịch đường tàu. Kịch sao kể nghe nè. Thì đầu tiên anh vô anh thấy là liền là nội thất là da nắp ba nè, phanh tay điện tử nè, ngày xưa là phanh tay cơ hả? Đúng rồi, kéo kéo kẹt 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 kẹt, rồi một dàn bên đây là dàn tính năng an toàn đó. Trời. Nào là traction control, rồi cảnh báo lịch làn đường, rồi idling stop, rồi báo gọi là khi mà anh parking á thì có những cái va chạm thì gần cái va chạm đây nó sẽ hiển thị cảnh báo va chạm, cảnh báo va chạm phía sau, phía sau. Dạ. Rồi đèn này là đèn tự động chống chói. Rồi hai bên là có cảnh báo điểm mù. Rồi đèn pha cũng là pha tự động luôn. Đúng rồi, đèn pha tự động. Rồi chúng ta có gạt mưa tự động luôn. Chính xác. 2018 mà trang bị hầu như là những chiếc xe giờ phải thèm thù luôn đó. Rồi chưa kể có cái màn sau. Màn sau giống như trên chiếc BMW 325 mà đời 2004 chiếc E46. E46 của Admin Auto Sài Gòn cũng được trang bị cái rèm. Đúng rồi. Kéo kéo lên như vậy. Dạ đúng rồi. Chúng ta sẽ có một cái bộ ghế da nắp ba. Nó không có gọi là thể thao lắm đâu, một chiếc xe mang hơi hướng gia đình êm ái. Dạ, nhưng mà rồi. Nó cũng đủ để cho chúng ta trải nghiệm cái cảm giác nó ôm cho người cơ thể mình cũng rất là ok. Cái bệ tì tay ở trên Mazda nói chung á, mình lúc nào cũng có một cái thiện cảm rất là nhiều khi mà chúng ta sẽ có một cái bệ tì tay lớn rộng. Dạ. Hai người có thể để tay thế này một cách thoải mái luôn và không có bị chạm vào da thịt nhau mà. Và màn hình cũng được nâng cấp lên ha, mình thấy cái màn hình này cũng tương đối lớn và chúng ta sẽ có hệ thống Mazda Connection ha. Dạ. Nó có cắt bộ CarPlay và Android Auto không hả? Cái thời này thì của em chưa có Apple CarPlay. Nhưng bây giờ nếu ví dụ như những chiếc xe 2018 như em vậy mà anh muốn lên bộ Apple CarPlay thì anh chỉ cần thay một cái cục, gọi là cục nhỏ bên trong thôi. Khoảng 4 triệu 8. Mác 2.0 thì nó đâu đó khoảng 153-154 mã lực cùng với hộp số tự động 6 cấp. Hộp số tự động 6 cấp của Mazda. Dạ. Nó mang lại cho Hải cái cảm giác lái như thế nào? Bây giờ trước mặt có cái đường chống chống hay anh em mình thử nhẹ cái không? Cũng được, cũng có thể. Tại vì em đã lái nhiều xe rồi. Nhưng đến ngày hôm nay em vẫn thích cái hộp số này. Mặc dù hôm bữa gần đây nhất em mới lái chiếc xe 5 của ông anh, đó là máy 2.5. Cảm giác nó lên có vẻ sướng hơn con 2.0 này xíu. Nhưng mặc dù xe 5 là xác lớn hơn, xác nặng hơn nữa. Đúng. Nhưng mà cái 2.5 thì theo như em thấy là nếu trên chiếc Mazda mới all new á thì trang bị máy 2.5 nó sẽ có phần nhỉnh hơn con này. Nhưng mà trên con 2.0 này thì nó đã ổn rồi. Nó cũng không quá gọi là ép mình phải gồng mình lên để đẩy. Đó, anh thấy không? Nè, nó lên rất là cái này là chưa bật chế độ sport, bình thường thôi mình. Dạ, đúng rồi. Nhấm ga là vòng tua nó tự đẩy lên hơn 2.000 mà chúng ta sẽ bứt phá được. Dạ đúng rồi. Tất nhiên là một chiếc xe gia đình không ai mang đi đua đâu. Đúng chính xác. Nhưng mà khi mà mình ra quốc lộ, ra đường cao tốc mà mình cần vượt những chiếc xe to lớn, cồng kềnh thì mình vẫn tự tin để vượt Hải ha. Đúng chính xác. Nếu mà thực sự như em á, em hay vượt á, em sẽ chuyển qua tay này, em sẽ đẩy về sport. Và khi mà mọi thứ an toàn đủ điều kiện thì em lách ra em vượt thì cái này nó sẽ cho mình cái cảm giác qua sướng hơn, qua chắc hơn và cái vô lăng lúc đó nó là cái điểm quyết định cuối cùng là để cho mình đặt cái xe vô. Hoặc là tình huống mình vượt hơi gấp, hơi vội thì xe kia này nọ nó xuống. Nhưng mà cái vô lăng này và cái động cơ này đủ rồi. Thực ra là quá đủ cho một cái xe gia đình. Hải có biết không, cái động cơ 2.0 kết hợp với hộp số tự động 6 cấp cùng với cái vô lăng trợ lực điện của Mazda 6 á, nó mang lại cho chúng ta một cảm giác thật nhiều lắm. Nó không phải như những cái chiếc xe hàng, nó không phải như những cái chiếc xe khác mà trợ lực điện là nó nhẹ nhẹ đó. Đúng rồi. Và
đó, cái cảm giác mà phản hồi lại người lái nó rất là tốt. Chính xác. Và theo như anh biết đó, lý do mà cái vô lăng nó mang lại cho chúng ta một cái cảm giác tốt như vậy là hàng Mazda nó có cái góc đặt caster nó khác. À. Cái góc của nó theo như anh biết là nó lớn hơn tí xíu so với những chiếc xe cùng phân khúc đâu đó khoảng 7 độ đó. Dạ. Thì khi đó nó trả vô lăng một cách gọi là mạnh hơn. Dạ. Nhiều hơn. Và đồng thời nó cũng giúp cho chúng ta được cảm nhận được những cái phản hồi từ mặt đường lên chiếc xe. Ồ, đây là chức năng ASOP. Dạ. Thật sự đây là mình phải nói là một trong những tính năng mà gọi là ở Việt Nam mình, bản thân mình sử dụng mình sẽ tắt nó đầu tiên. Dạ. Nhưng mà hôm nay tại vì ngồi anh Thiện này em chưa tắt. Quên tắt. Đúng rồi. Để xem cái dừng đèn đỏ xong em sẽ tắt. Dừng đèn đỏ ASOP ở trên Mazda hầu như là trên đường Việt Nam thì hầu như là nó rất là khó chịu. Dạ. Tại vì mình dừng đèn đỏ liên tục nè, rồi xe phía sau rồi nọ, cứ tắt mở nó làm cho mình khó chịu lắm. Dạ, đúng rồi. Ngoài ra có những điểm gì mà cái phiền hà khi mà hãy sử dụng Mazda 6 trong thời gian dài không? Cái phiền hà đầu tiên thì chắc đây là một cái bệnh kinh niên của những chiếc xe Mazda. Ngay cả CX-5 cũng bị, đó là hai cái gập kiến vô. Và em nói thật với anh, đến một chiếc xe hơn 1 tỷ đồng mà khi mà anh lóc cửa không có chế độ gập tự động gập vô. Cái đó ai sử dụng Mazda thì thường cũng sẽ đi ra làm thêm một cái bộ auto để lọc. Còn giờ mình phải nhấn nút đúng không? Còn giờ thì phải quay nút. Một cái nữa tức là cái hệ thống chiếu sáng ở đây là sử dụng 4 bi LED, là bao gồm 2 cốt và 2 pha. Khi anh đi ban đêm mà đối với những điều kiện trời hơi ẩm hơi mưa thì em nói thật với anh thì thôi căng mắt lên mà chạy. Tại vì nó chưa đủ đã. Nhưng mà để đi phố thì nó là quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà đây là em là một thằng mê đi nữa. Em ra là những cái xe này đi đường xa thì đối với em là chắc là sắp tới thì em sẽ nghĩ đến phương án là nâng cấp cái đèn này lên đi xíu. Đúng rồi, hãng nó cho mình cơ hội nâng cấp đấy. Dạ. Cho mình có thể trải nghiệm được những cái tốt hơn. Hầu như là hãng nào cũng vậy, nó làm cho mình những cái chức năng rồi chung chung ai cũng có thể sử dụng được. Còn ai có những cái nhu cầu cao hơn thì họ có thể nâng cấp lên. Dạ. Giống như những cái người có thể âm nhạc cũng vậy, trên xe này chúng ta được sở hữu dạng loa Bose xịn sò tới 11 loa. Thì ai có cái nhu cầu mà cao hơn nữa thì họ có thể update lắm. Dạ. Còn không có dạng loa Bose ở trên xe này thì xe nghe cũng quá đã rồi. Dạ. Tất nhiên là mình không thể hiện được trên cái video khi mà mình mở nhạc. Nhưng mà bản thân các bạn lên xe Mazda trên những phiên bản riêng với âm nên trải nghiệm cái loa Bose được gắn ở trên xe. Dạ. Còn gì nữa không hả? Đối với xe này một cái em thích tức là cái hàng ghế sau. Ví dụ như khi em mệt thì đi với anh em thì em mệt em ngồi hàng ghế sau, cái không gian nó rộng rãi. Cái thứ hai nữa là cái độ ngả lưng ghế nó phù hợp với người Việt Nam mình. Nó không bị quá bị gập và không bị quá bị ép cái lưng mình đâm ra. Nhiều khi em nói anh là mấy ông anh em ngồi đây chạy gì thì em dưới ngồi ngủ rất là ngon. Một lời khen nữa đến Mazda đó là cái chất liệu khi mà họ làm nên chiếc Mazda 6 này. Và sau hơn 2 năm sử dụng và với cái cường độ em được Khả chia sẻ là không sử dụng nhiều đấy. Dạ em nhiều. Hơn 2 năm thì bây giờ auto nó lên tới 80 mấy ngàn, gần 90 ngàn rồi. Dạ. Hơn 2 năm thôi đó mà cái mức độ đi khủng khiếp. Chúng ta sẽ xem những cái chất liệu da, những cái chất liệu ghế và kể cả những cái chất liệu nhựa mềm nó không có xuống cấp nhiều. Dạ. Và nó nhìn nó không có rẻ tiền. Nhựa nó vẫn là nhựa như những dòng xe khác á, nhưng mà nó nhìn nó vẫn xịn sò hay à. Dạ đúng. Và với những thiết kế này thì hầu như là trường tồn. Trong thời gian đây thì Mazda nó có ra mắt những cái dòng xe mới thì nó tối giản đi chút xíu, nhưng nó mình ngồi vô xe mình nói ô xe này xe Mazda nè, chính xác, nó không lẫn lộn nó đâu. Làm cho mình một cái nhận diện thương hiệu rất là dễ. Độ ồn trên xe thì hãy đánh giá như thế nào? Độ ồn con này em đánh giá tầm khoảng 8 điểm. Bản chất con này là đi mâm 19 inch, mâm zin của hãng, mâm 19 inch. Thì khi mà anh đi cao tốc thì nếu thật sự mà tắt hoàn toàn nhạc đi thì sẽ có tiếng vọng âm thanh rồi em đang đi lốp Turanza. Thì nhưng mà khi anh có chút xíu nhạc lên nữa thì mọi thứ coi như là ổn. Okay. Chấp nhận được. Và phân khúc hạng D thì dạ, thấy này ổn. Tại vì mình ở đây nếu mà muốn thực sự mà quá hoàn hảo thì 1 tỷ đồng hơi khó. Chính xác. Tầm tiền đó thì mấy anh đòi hỏi quá, một đống công nghệ đắp vô đây hết trơn rồi mấy anh đòi hỏi quá sao mà được. Dạ. Về vận hành rồi thì chúng ta sẽ về nuôi xe, bảo dưỡng định kỳ. Thì đối với một chiếc xe hạng D của Nhật thì bảo dưỡng nó có quá khắt khe không hả?
Không, em nói thật anh, bảo dưỡng con này quá rẻ luôn á. Cứ 5.000 cây thì thay nhớt đồ này nọ, em thấy chi phí đâu đó tầm khoảng hơn 2 triệu ngoài chứ. Bảo dưỡng lớn vậy? Bảo dưỡng lớn thì đâu đó khoảng tầm 4 triệu, 4 đến 4 triệu rưỡi. Đó là một mức chi phí quá hợp lý. Hợp lý. Dạ. Mình chạy, mình sử dụng chiếc xe mà hạng D thì mức giá đó là cũng, mình so như vậy thì cũng không hơn Vios nhiều đâu. Đúng rồi. Tại vì bản chất vấn đề với một cái xe mà anh ít đi thì anh thấy chi phí bảo dưỡng nó thấp. Tại vì lâu lắm anh phải bảo dưỡng. Còn như em là một thằng hay bào hay đi rồi nọ. Đó là những cảm nhận của anh em mình sau khi mà mình trải nghiệm chiếc Mazda 6 2018 về chất liệu, về kiểu dáng và kể cả những trang bị. Và phóng viên Lê Hải có những cái chia sẻ và cảm nhận của mình khi mà mình sử dụng xe. Đúng rằng là chỉ có sở hữu, sử dụng một thời gian dài mới đưa ra những nhận định một cách chính xác nhất. Còn reviewer hay là giới thiệu xe như mình thì chỉ có thể là giới thiệu cho các bạn những tính năng mới được cập nhật trên xe thôi, chứ cũng ít có cơ hội mà để có những nhận định một cách sâu xa lắm. Mình đâu có thời gian nhiều để sử dụng dòng xe nào đâu. Chính vì vậy nên hôm nay rất là may mắn mình đã mời được phóng viên Lê Hải một ô tô 24h.com.vn để cùng nhau chia sẻ đến tất cả những người dùng đang quan tâm đến dòng xe Mazda 6, new Mazda 6 2020 ha. Thì hiện giờ đã có những phiên bản nâng cấp mới và tất nhiên sẽ có những cái xịn sò hơn, mới mẻ hơn và có những nâng cấp đáng giá hơn với mức giá cũng cực kỳ hợp lý, giống như là những phiên bản mà ra mắt năm 2017-2018 vậy. Chính xác. Và các bạn có thể đón xem ở video của Toshio, mình sẽ để trên góc, mình sẽ có một video giới thiệu về chiếc Mazda 6 đó. Còn ngay bây giờ thì một lần nữa cảm ơn Lê Hải đã đến với chương trình và chia sẻ một cách tận tâm, không nhận tiền quảng cáo của ô tô Sài Gòn, chắc chắn đến những video chân thực nhất đến tất cả các bạn. Một lần nữa cảm ơn Hải nha. Dạ, cảm ơn anh Thiện. Cảm ơn Thiện đã hôm nay đã mời em đến đây. Ok, cảm ơn. Nhưng mà mình chốt với các bác ở ô tô Sài Gòn luôn là đi Mazda cực kỳ ít hao xăng. 100 cây có 7 lít máy, 8 lít nó rẻ lắm. Hãng không có đó tiền, không có quảng cáo nữa. Ông nói cảm ơn anh Thiện, cảm ơn anh Thiện đã lên hôm nay để anh mời em đến. Dạ, cảm ơn anh. Mình hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Nhớ subscribe kênh YouTube ô tô Sài Gòn, bật chuông để nhận thông báo video mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người.